Cho mỗi chuyến đi. Tôi yêu cầu anh giới thiệu tên của mình. Anh tên Lưng Lõ. Lưng Lõ. Lâu lâu rồi.
ơi, cặp vú ơi. Trời ơi. Con chó này thấy nó vô cửa à. Kêu ra mà. Nãy thì nói thì cái này cũ rồi kêu quẹo rồi tới. Đủ mẹ mày biết được mày léo lên. Em đâu biết được, anh bữa anh nói là cái thằng này nó nấu cho mình uống nữa, nó trả tiền ra cho mình. Đây, bữa anh nói em đó là không, bữa đặt cái cảnh không tưởng 32 km/h.